Vậy mấy chú chim này được sướng hơn mấy chú cá hồi nãy luôn. Được tụng kinh. Hồi nãy mấy cá không biết tụng kinh.
của chú bán chim, chú bán chim vô cúng đi. Gì? Cô Bạch Tuộc. Người cá tai. Minh Từ. Minh Từ Diệu Châu. Chim vui không? Có một con. Con đó nó mệt nên nó đi không nổi. Hết rồi, có bạn chim này là cái chân nó mỏi quá rồi, bạn ấy bay không nổi nữa. Nên bạn ấy phải nằm ở đây nghỉ mệt. Và bạn ấy đang rất là khát nước và đói bụng nữa đó. Tội nghiệp ghê chưa? Bắt lên này. Không có đụng vô nó, không xanh rồi. Bắt nó làm đem đi uống nước. Không cần. Phải có chỗ nước kìa. Chỗ đó là uống được. Bắt nó lên à. Bắt nó lên thả trên cây. Nó còn quá. Nó mỏi chân. Mỏi chân nó bỏ trên cây á. Mà hồi nãy nó đứng trên cái cây mà tay quay quay cái chân nó trượt chân, nó sái chân luôn á. Lậu cây nè. Nó bỏ nó xuống đi bà. Thả lên cây bà.
bà nó xuống đi bà. Nè uống nước nè. Nó uống nước nè, thấy thương lắm. Bà nó xuống cho nó uống nước đi bà, bà nó xuống đi. Rồi được rồi. Bỏ lên cây đi, bỏ lên nè. Xem anh đi giờ khát nước mệt mỏi quá. Đang thấy mệt rồi bay rồi đó. Ok, rồi đi. Đó. Một ngụm nước thôi là bé khỏe liền.